Sáng ngày 11 tháng 6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp Công an và Hải quân Hà Tĩnh vừa khống chế, bắt quả tang hai đối tượng khi đang trên đường vận chuyển trái phép 24.000 viên ma túy tổng hợp bằng xe máy. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đình Hùng, 29 tuổi, trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, và Ngô Thị Ngân, 28 tuổi, trú tại phường Lê Mau, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch chuyên án HT1221.2, vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều ngày 7 tháng 6, trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn thôn Hòa Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh gồm phòng phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Hà Tĩnh, hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã khống chế một đôi nam nữ đang lưu thông bằng xe máy từ hướng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về xuôi, có nhiều nghi vấn về vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét tại hiện trường, các lực lượng phối hợp đã thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp, hồng phiến cùng nhiều tang vật có liên quan. Số ma túy trên được vận chuyển từ Lào cắt rừng về Việt Nam để tiêu thụ. Hiện chuyên án đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.